con nữa. Thôi xá thầy đủ được con, xá đi. Xá đi con. Kính bạch thầy, con bước tiến về con có ở tu viện Thiên Nhiên tại đây, và con cũng có hứa với thầy là xin tu suốt đời. Mà hôm đó thì cái tâm con cũng giảm quá, thì những lúc như lão bắt bốn người bạch hơi thì con cũng thầy, nhưng mà khi mà đổi cốc á thì lúc đó ba ông bữa thì đổi cốc hơi cái chuyện không giảm. Rồi con tính đi ra xã tâm một hai ngày rồi con xin vô lại. Rồi không ngờ con muốn đi ra, con nghĩ cái mũi con nó bị nghẹt. Rồi con đấy con ở ngoài con trị thời gian, rồi cho nó không có mũi rồi con vô con tu mình bị hơi thở nó dễ hơn. Rồi trong thời gian đi ra con có ra ngoài Quảng Ninh thì có đem theo hai cuốn sách những lời gốc Phật dạy của thầy để con ôm, con vừa đi con vừa rèn luyện lại con ôm lại. Thì con có lên trên chùa Ba Vàng á, chỗ thầy Thái Minh chơi để khuyên đứa tiểu đi tu tiếp. Rồi có gặp thầy này xin đọc cái sách đó của thầy. Rồi chú này thấy nói giờ đi tu ở đây là con đường chân lý rồi, thì chú mới xin đi vô đi tu. Rồi con cũng không biết sao cũng dẫn vô, con nghĩ người nào tu được thì tốt. Rồi con dẫn chú từ Hà Nội vô đây. Rồi nên xin thầy à, mấy con cứ ngồi lên ghế đi con, đừng quỳ, đừng phá đi con. Thì thật ra thì mấy con tu á, không phải tuổi mấy con bỏ cuộc đời đi tu, là con người mà tu rồi người ta thương mấy con lắm. Bị tu là mình bỏ hết rồi mình không còn dục lạc thế gian. Mình nỗ lực để mình tu mình chỉ còn con đường đi tìm cái sự giải thoát mà thôi, mình chịu sự sống chết mấy con, chấm dứt luân hồi. Mà nếu đi tu á thì cái người tu trước thì người ta cảm tâm được cái người tu sau, cho nên mấy con mà quyết tâm tu thì thầy sẵn sàng thì dẫn tới nơi tuyệt đối. Nhưng nó có nhiều cái khó lắm, bởi vì cái hành ăn đó, ngày mình ăn một bữa thôi thì ăn nhiều, riêng cái giới luật của Phật này không ăn phi thời này. Rồi ngủ thì cũng không được phi thời, có cho mình ngủ trong vai không cho, nhưng mà không được phi thời, giờ nào ngủ thì ngủ nhiều rất là thích. Nhưng mà tập sống để cho mình đừng có phóng dật thì phải phòng hộ mắt tai miệng ấy, thì phải đọc cơ. Các con hiểu nó có ba cái đức, cái quay nghi chánh hạnh của đạo Phật mà có ba cái đức đầu tiên trên người tu. Quyết tâm tu thì mới sống nổi, mà không quyết tâm tu thì sống không nổi. Ăn ngủ đọc cơ không có ba cái thôi, không có nhiều đó. Mấy con ráng được thì chắc chắn là thầy dẫn dắt tới nơi chỗ, mà ráng ba cái hạnh này không được, giới luật mà không xong đó, thì đức hạnh mà không xong thì làm sao mình tu thiền định được nữa. Các con hiểu điều đó. Cho nên nếu mà mấy con quyết tâm được thì thầy sẽ giúp đỡ mấy con tu thiền định. Không, bởi vì cái kinh nghiệm của thầy đã đi qua rồi thì biết cách thức tu như thế nào để làm chủ thì sao chết. Cho nên thầy dạy là không bao giờ sai, mà cũng không bao giờ mà thầy dạy hoài cái pháp của Phật. Bởi vì bắt đầu mấy con giữ giới thì học giới thầy không có gồm cho nó 250 giới tỳ kheo cho nó nhiều, nhưng mà 10 giới sẽ di là gốc đó mà. À, nếu mà gốc mà không đạt được á, mình xuất gia thì có 10 giới sẽ di. Còn cư sĩ mà 5 giới của người cư sĩ mà thọ tam quy ngũ giới, mà thọ ngũ giới mà không giữ được thì người cư sĩ chưa thành người cư sĩ, chưa thành đệ tử Phật đâu. Mà giữ trọn 5 giới thì người cư sĩ đó mới là đệ tử Phật. Hầu hết người ta thọ tam quy ngũ giới, con thấy cư sĩ chưa có nhiều người chưa ăn chay. Thì thử hỏi còn những cái giới khác là buôn bán là sao không có dối, có phải không, con phải phạm rồi chứ gì. Nào, đơn sơ vậy thôi. Còn cái giới mà đừng tham lam trộm cắp, giới ly tham, cái đức ly tham là sao, làm sao mà mấy cũng cô làm sao mà giữ trọn được những cái đức đó được đâu. Có không tham cái này cũng tham cái kia, mà điều nó tham tốt không trộm cắp người ta thôi. Thì trong giới luật cấm như vậy đó, không tham lam trộm cắp, tức là lấy chùa của không cho, người ta không cho không lấy, mà ta đã cho thì mình lấy. Thì cái tham mà để mà tham sân si tham dục á thì nó vẫn còn, nhưng mà tham xấu á, lấy của không cho thì mình chấm dứt, thì các cư sĩ làm được. Con nghe không? Còn cái nói dối thiệt là nó khó, cư sĩ khó lắm, buôn bán là thế nào cũng nói dối á. À, thì do đó nó rất khó cho cái người cư sĩ, nó có những cái giới khó, nhưng mà có những cái giới rất dễ, không có. Còn mấy con thì chỉ có thập giới thôi, 10 giới sẽ gì. Vì xuất gia thì mới sẽ gì, mà thập giới vừa tròn thì
thầy gồm lại cho những cái giới, thập giới sẽ gì thì thầy con nên cố gắng giữ ba đức ba hạnh. Mà ba đức ba hạnh, ba hạnh của mấy con xong, ba đức thì nhẫn nhục tùy thôi, bằng học ba hạnh ăn uống được rồi. Mình biết nhẫn nhục trước hoàn cảnh nào mình cũng nhẫn nhục, đừng có nổi xung, đừng có tức giận, đừng có phiền não. Thấy tâm cảnh đậm thì không tu không được. Đó mấy con không nhẫn nhục. Mấy con thấy chưa? Mà thấy cảnh này tâm buồn khổ quá thôi đi chơi giận. Từ đó là mấy con không nhẫn nhục được mà. Do đó mấy con không nhẫn nhục. Tùy thuận cái hoàn cảnh của mình để mình giữ gìn những cái đức, cái hạnh cho nó trọn vẹn. Và do đó thì mấy con mới sáng còn này được tập cư và tập cư thì còn mở mắt anh. Mà khi mà ba đức ba hạnh mấy con giữ trọn rồi thì cái người đó sẽ tu được, căn cơ người đó sẽ chứng đạo trong một kiếp này. Còn cái người mà giữ không tròn ba đức ba hạnh thì căn cơ kiếp này tu chưa được. Dù có muốn khuyên lên với cách gì nữa họ tu vì những cái đức hạnh đó nó không tròn. Đi vào con đường của đạo Phật thì không thấy giới để tu về, có phải không? Bây giờ cứ lo vô tu giới tu định này, ngồi nhiếp tâm ức chế. Mấy con biết cái sai của người tu thiền bây giờ là sai quá sai là nhiếp ức chế. Bây giờ thầy nói tâm bất động thanh thản là vô sự, mấy con cứ chú ý vào cái chỗ bất động, mấy con giữ tâm là bị ức chế rồi, chứ đừng nói chi mấy con dùng hơi thở. Còn mấy con cứ nhiếp tâm trong hơi thở, thấy thở ra thì vô để không niệm như vậy nó bị ức chế mất. Người ta ngồi chơi cách thức mà sống đúng những cái giới luật đức hạnh rồi thì bắt đầu mấy con mới ngồi chơi, mấy con thấy từng tâm niệm của nó thôi. Mỗi tâm niệm thì chúng ta dùng phương pháp như lý thật lý tạ, chứ không phải dùng ức chế tâm. Bởi vì Đức Phật nó ngăn ác diệt ác, sanh thiện tăng trưởng thiện. Tức là mình ngăn và mình diệt, mình ngồi đây là mình đã có cái cách thức để ngăn nó rồi đó. Tức là nó không khởi ra đâu. Mình nhìn lại cái đầu của mình coi là nó có niệm gì không, chứ mình không phải nhìn trong cái trạng thái bất động tâm thanh thản, còn hiểu không? Mà mình nhìn trong hơi thở thì mình cũng bị ức chế dùng hơi thở. Cho nên ngồi là chân, nhưng mình nhìn trong cái đầu của mình coi nó có từng niệm. Suốt ngày cứ có niệm thì chỗ này chỉ có một niệm duy nhất là tâm bất động, tâm vô động, tất cả các niệm tâm chấp nhận đi thì cái niệm nó sẽ đi. Và cái niệm đó nó tới lui một lần hai lần, tư duy quá xét niệm đó chứ không phải được đuổi nữa, đuổi nữa bị chết. Bởi vì mình cứ mình gạt ngang nó thì nó chưa có thỏa mãn nó rồi, cho nên nó còn ở trong lòng của mình, cho nên nó chưa hết. Một lần mà nó đi luôn, nó không có tới nữa thì đó là nó đã thông suốt. Mà lần thứ hai cũng cái niệm này nữa, cũng cái điều kiện này nữa thì đem nó mổ xẻ ra quán. Tại sao nó như vậy? Thì khi mình quán xong tức là mình đã phá tâm nào. Mấy con hiểu điều đó chứ? Nếu mấy con niệm nào cũng gạt ngang, niệm nào mà biết giận liền buông riết, mấy con cũng bị ức chế. Các con hiểu điều đó, thiền tâm á phải có tri kiến mà. Phải có tri kiến đó, bởi vì cái tri kiến khi mà một niệm mình gạt ra rồi mà nó không tới nữa thì nó đã thông suốt cái niệm nó xả rồi. Mà nó còn tới nữa, thế nào nó còn tới nữa tức là nó bị ức chế, nó sẽ thầm nữa. Mà nó thầm nữa thì mình mổ xẻ nó ra để mình tìm hiểu nó. Mà hiểu nó rồi thì tri kiến của mình nó giải thoát đi, thì nó không tới nữa. Chứ không phải là cái này là mình chỉ không được, chứ không phải theo nó một cách không phải theo nó mà. Không phải theo nó. Nghĩa là mình có phương pháp đi lý trắc ý rồi. Cho nên mình biết giọng không theo là mình không theo nó, tức là mình buông ngang. Còn này mình bắt đầu có một cái niệm, mình ngồi im lặng mà có niệm khởi rồi, mình không dùng cái phương pháp nào chế nó thì nó có niệm khởi trong đầu. Thì lúc bây giờ đó mình đạo ở đây chỉ có niệm bất động tâm thanh tịnh là diệt sự, tức là tâm vô lậu, không có niệm nào ta chấp nhận đi thì ngay đó nó dừng liền rồi. Nhưng mà ngồi lại lát đó nó tới nữa, như vậy là mày chưa đi kiếm, mày chưa giải quyết được, cho nên tao đuổi mày, mày còn tới. Vì vậy bây giờ tao mổ xẻ cái niệm này ra, tao quán, gọi là mình quán vô lậu đó, quán cái niệm đó ra, quán thông suốt hết rồi thì tức là nhờ cái tri kiến thông suốt mình đó, nó sẽ đi luôn. Vậy là cái giai đoạn đầu tu cần nhất là phải quán vô lậu. Phải quán vô lậu hả? Tức là mấy con chưa hiểu thì người ta sẽ dạy cho mấy con về nhân quả. Không? Về nhân quả, rồi người ta dạy về nhân duyên, thậm chí nhân duyên. Mấy con hay hiểu những cái điều đó để khi nó cấu kết nhau nó thành cái niệm thì nó có đủ duyên của nó mà. Thì do đó chúng ta phải thông suốt. Thông suốt như vậy mà khi mà có cái niệm đến, chúng ta mổ xẻ nó ra coi cái niệm này nó ở chỗ nào. Thì khi nó thấm suốt rồi thì nó sẽ ăn như chưa. Cái đồng khéo mình thức chế đó, đó là cách thức ngăn thế. Thầy, vì cái thắc mắc của con mà nên con chắc cũng
như bao nhiêu người khác khi mà đọc được cái quyển sách Những Lời Gốc Phật Dạy, thì con thấy là nó cũng nằm cái điều mà bản thân con có cái sự thay đổi rất là lớn. Nhất là như ví dụ thầy nói về cái việc về cái niệm Phật A Di Đà vậy, cái thiền này con bổ nghĩ là đúng là thực ra thì mình cứ thả lỏng nó ra thì thả nó ra một cách tự nhiên, chứ mình như thế cũng là không chế cái tâm mình về chế thì thế mà con mới tìm lên thầy cũng lâu thầy thì thầy sẽ kèm mấy con, chứ sự thật ra nó có, thầy thấy có cái khó. Tại vì từ mình, cái người mà chưa tu á, thì người ta dạy cách thức rồi cũng lọt vào ở trong cái chỗ ức chế. Bị ức chế nó dễ lắm. Bây giờ mình nhìn cái hơi thở ra vô như thế này thì bị ức chế. Cũng như bây giờ nói tứ niệm xứ trên thân quán thân để nhiếp phục tham hương, thì mình cảm giác toàn thân của mình, à mình quán sát, rồi mình nương vào hơi thở thì mình coi như là mình dùng tưởng hơi thở. Hơi thở lên tới trên đầu rồi xuống tới chân, kiểu này là dùng tưởng tức, thì nó cũng nguy hiểm rồi. Thay vì trên thân quán thân thì phải quán một cách nào, nhưng mà không ngờ là cái sức của con người bây giờ quán thân nó chỉ ở mức độ đó thôi, bằng tưởng rồi không khác. Nó đã đưa mình sai, tại vì bây giờ mình chưa biết cách, mà trong khi cái tâm mình nó chưa ly dục leo pháp mà bây giờ, tức là tứ chánh cần chưa xong chứ gì. Mà tứ chánh cần chưa xong lại tu tứ niệm xứ, mấy con nghĩ sao? Có phải là mình dùng cái quán thân mình để ức chế không? Đó là cái sai. Bây giờ tứ chánh cần ngăn ác diệt ác để rồi tự nhiên cái tâm nó bất động, nó thanh thản an lạc vô sự, thì tự nó thanh thản an lạc vô sự thì nó sẽ quán trên thân rồi. Các con hiểu không? Còn bây giờ dục không, bây giờ mình cũng quán thân, tức là thấy hơi thở chạy từ trên đầu xuống chân, thấy hơi thở từ chân lên đầu, gọi là tôi quán thân. Giống như ngày A Tăng Cha thì ngày dạy như thế là dùng tưởng. Dùng tưởng không vậy? Đó là cái tưởng nó thành ra sai. Cho nên dù như thế nào thì thầy xem xét trước là những cái đức, cái hạnh mà ba giới, ba cái đức hạnh đầu tiên, ăn ngủ độc cư nhẫn nhục tùy thuận bằng lòng, mới còn sống được. Thì đấy, mới còn sống được thì bắt đầu đó thầy mới dạy tu. Mà dạy tu thì thầy dạy bắt đầu bây giờ thầy dạy mấy con, à bắt đầu bây giờ mấy con phải ngăn ác gì khác như thế nào, tác ý như thế nào, cách nào, thầy dạy mấy con xong rồi mấy con tu một ngày, ngày hôm sau thầy qua thầy kiểm tra. Chứ không lẽ hở mấy con tu trật cái cũng phí của mấy con mất. Thì kiểm tra coi bây giờ mấy con tu, mấy con trình bày cho thầy cách tu như thế nào để thầy nghe. Sau khi thầy nghe rồi, thầy thấy nói đúng, được, thì bây giờ mấy con ngồi xả tâm cho thầy xem. Thầy ngồi ghế kia, con ngồi xếp bằng con tu đi, rồi thầy sẽ theo dõi. Theo dõi coi con có xả, coi phải đúng hay là con bị chế nữa. Thế đâu phải theo dõi như vậy mới dẫn dắt người ta mới đi tới nơi chớ, chứ còn không kéo để buông lỏng một cái là mấy con sẽ bị chế. Nó khó vậy đó mấy con. Trong thời gian đi con cũng rất nhớ thầy của Úc. Con cũng mong muốn là một ngày nay đi con muốn trở về con. Tại con nghĩ là con không muốn đi theo thầy sợ tu, mà có cái gì mà không chịu ổn thì nghe thầy cái gì thì chỉ lại như con hả. Thì con cũng hứa trở về. Rồi con cũng có câu hỏi đi hỏi thầy á, là ví dụ làm thế nào để biết mình đã loại được tưởng, và thứ hai hạ tưởng như thế nào? À, mình biết rõ ràng là mình lọt tưởng như thế này, nó có nhiều cái tưởng lắm, nó 18 cái loại tưởng chứ không phải một tưởng. Chẳng hạn mà bây giờ con ngồi đây nè, thấy không, con ngồi vậy nè, mà con ngồi con cũng thấy mình tỉnh, mình thật hoàn toàn, mình yên lặng, mình không niệm gì ngồi vậy. Bởi vì cái số này là thầy đã kiểm tra cái số tăng sinh ở trong đó rồi, quý thầy trong đó rồi, ngồi im lặng vậy, người ta cho cái người giám lược họ đi, thì rõ ràng là không thấy cái người đứng trước mình, người ta đến mà mình ngồi mình thấy mình tỉnh, rõ ràng mình đang hít thở đàng hoàng, mình rõ ràng, nhưng mà người ta đứng trước mình. Thường thường ở trong các trường hạ trường hương á, hồi mà thầy còn nhỏ mà đi trường hương đó không, thì trong khi mình tu tập á, trong cái giờ mà chưa được ngủ đó, thì người ta gác, người ta đi gác coi thử coi mình ngủ thức, người ta đi ngang cái phòng của mình á, thì mà mình mà không có khải ngón tay mình ba cái thì người ta gác một cái thẻ báo cho mình biết là mình đã ngủ, hiểu không? Do nên vì vậy mà thầy chân thành đi làm cái giám luật để gác, mà người ta đến trước mình rồi người ta viết tờ giấy, người ta bỏ chỗ mình có không ai, đâu có khải ngón tay cho người ta biết đâu, người ta vẫn cho mình là ngủ. Rồi bây giờ mình nói mình thiền định, mình không biết gì bên ngoài, như vậy là mình quan không sao, người ta nữa rồi. À, các bạn thấy, cho nên vì vậy đó, khi mà người ta kiểm tra cái ăn cái ngủ của mình hoàn toàn rồi, đầu cư người ta thấy mình không nói chuyện mà mình sống đúng hạnh rồi, thì bắt đầu người ta mới đưa vô, người ta tu dạy cho mình tu xả tâm tới tứ chánh cần chứ.
Chứ còn nếu không ai mà dạy cho mình tứ chánh cần, mình làm sao xả được? Nếu mà tứ chánh cần mà mình giới luật không nghiêm chỉnh đó, thì mình bị ức chế nó sao? Con hiểu không? Cho nên mấy con để tu viện là để thử thách mấy con đó. Thôi mấy con có người có quyết tâm hay không? Mà nếu quyết tâm thì mấy con cứ ít cửa chạy đi nói chuyện người này kia thì thấy không được, phải không? Rồi thấy ở trong này cô Út rầy la nó, hoặc là cho ăn uống cực khổ quá này kia, tức là thiếu nhịn nhục. Thì tức là thử thách đó, hoàn toàn để thầy cho vô tu viện là thử thách mấy con hết. Không biết là tưởng là thầy nó thấy những cái đâu phải khi nào mà thầy thấy được rồi thầy rút ra ở gần này chứ thầy đâu dạy mà tứ mà tu tu mà pháp tứ chánh cần ngăn ác diệt ác là phải ở được gần thầy, chứ không khéo nó coi chừng ngăn mà nó không ngăn mà nó lại ức chế tâm. Các con hiểu chưa? Để mà mình tại khi ngủ ấy thì mình được cái gì thì mình có thể là giữ được nó không để cho mình ngủ quá nhiều hay à, nó sẽ có pháp không? Nó có pháp phá cái hôn trần người ta dạy mình mà. Bây giờ cái ăn thì một ngày người ta cung cấp cho mình bữa rồi, mình đừng có liên hệ với ai muốn thêm cái gì hết thì người ta sẽ biết. Còn có nhiều nhiều người vô ở tu viện chứ lén móc mấy người đi chợ mua đồ ăn thì con cái tội lỗi đó lắm à. Bản thân con thì cái ăn thì con nghĩ là nó cũng không có gì khó khăn. Rồi thì biết cái ăn nó dễ rồi đó. Bây giờ tới cái ngủ mà, cái ngủ á người ta dạy cho mình cách thức kinh hành, đi kinh hành con, cái pháp thân hành niệm. Đức Phật đã dạy pháp thân hành niệm á là mình phải tu tập nó kiên cố như cổ xe, nghĩa là cộng hết tất cả thân hành của mình, thân hành ngoại là đi đưa tay rồi ngồi xuống co chân phải không, rồi tới hít thở là thân hành nội, ngoại nội đều cộng tổng cộng lại hết đó, gọi là pháp thân hành niệm. Mà thân hành niệm mà cái hành động đưa tay ra rồi đưa tay vô, hay đưa tay chống sau lưng rồi hạ cái mông xuống rồi duỗi chân ra rồi co chân lại đều đặn liên tục như vậy đó, gọi là cổ xe kiên cố. Còn con làm hơi cứ quên, không biết cái chân đưa trước cái chân này đưa sau thì như vậy chưa kiên cố, cho nên phải tập. Con hiểu không? Như thế thì trong cái trong cái thiền người ta gọi là cái thiền minh sát, nó có phải là nó có cái vấn đề đấy không, hay là nó hai vấn đề nó khác nhau? Khá nhau, thân hành niệm khác, minh sát khác không? À, minh sát khác, nó coi như là khác. Bởi vì thật sự ra khi mà dùng cái thiền minh sát á, mà nếu đúng á thì người ta phải trên tứ niệm xứ người ta tu. Mà nếu mà nó không đúng á thì cũng bị ức chế được tình thiền minh sát. Mà thiền sư Atcha, o thiền sư Mahasi dạy đều bị ức chế hết, thầy sang rồi. Cho nên cái trường thiền mà gọi là trên thân quán thân, hoặc là trên tâm quán tâm, trên thọ quán thọ của Miến Điện á, thầy đã thấy là tôi sai rồi, sai rồi, không dẫn dắt người ta tới. Bởi vì cái trình độ đó nó chưa tới cái giai đoạn một người cư sĩ mà đến đó người ta dẫn cho vô tu tứ niệm xứ. Trời đất ơi, tứ niệm xứ là cái pháp mà người ta sắp sửa người ta chứng đạo rồi chứ đâu phải chuyện dễ đâu. Mà vô đó ai cho anh cũng vô tu hết đâu được. Nghĩa là giới luật người ta coi, tôi coi cái hạnh qua cái giới luật đức hạnh của mình, mà người ta đưa cái giới nào nó có căn bản. Chứ ví dụ như thầy nói ăn ngủ độc cư, bây giờ người cư sĩ còn ăn ba bữa mà giờ họ vô đây còn tu à? Có phải không? Ngủ họ còn gục tới gục lui, ngồi thiền gục tới gục lui mà vô đây tu tứ niệm xứ được à? Cái vấn đề này đâu được. Cho nên người ta phải dạy mình phương pháp đi kinh hành, phát thân hành niệm, để cho mình phá cho thật sự hôn trầm thiền viên. Mà khi hôn trầm thiền viên nó không còn có nữa, con mới tỉnh, con mới ngồi, con tu tứ chính cần, chứ chưa hẳn là tu tứ niệm xứ được đâu. Nó tỉnh mình mới tu tứ chính cần, mình mới ngăn á gì đó. Còn nó cứ gục tới gục lui mới làm sao ngăn, ngăn gì nó đâu có còn biết nữa ngăn. Không, mấy con thấy ở đây phải tu có căn bản đàng hoàng, chứ không phải là thầy viết ở trong sách, thầy viết chung chung vậy đó. Chứ mà tới chừng mà hướng dẫn là hướng dẫn nó rất là từ bài bản đàng hoàng, cũng như cả học thầy cho mấy con vô tu viện là thử thách mấy con đó, chứ chưa tu gì đó. Mà thầy chỉ nói ăn ngủ độc cư có phải không, nhẫn nhục tiền thượng bằng lòng, có nhiều vậy thôi. Rồi mấy con bây giờ đó là một người quyết tu là phải nhẫn nhục, ai nói gì nói, mình chẳng giận hờn, chẳng phiền não gì hết, chẳng bỏ đi đâu hết, ráng trì chí. Rồi bắt đầu mà nhẫn nhục được rồi, tùy thuận được, bằng lòng được rồi. Hãy nhẫn nhục được thì tùy thuận bằng lòng được, mà nhẫn nhục cũng được thì tùy thuận bằng lòng được. Còn ăn ngủ độc cư thì ngủ thì người ta có phương pháp dạy cho mình để mình phá những cái hôn trầm thì miên không. Còn độc cư thì mình tự ráng á, chứ còn mình đi nói chuyện với ai kệ thì mình được. Đúng không? Cái độc cư văn nghĩ, nhưng mà khi mà bởi vì ở trong trong môi trường mình đang động mà mình bảo tĩnh đó, thì nó cũng có sự thay đổi
Bởi vì khi cái tâm nó chưa tịnh thì người thầy khi mà nó khởi lên những cái phiền não thì mình sẽ dùng pháp như lý đắc ý. Mình dùng cái pháp như Đức Phật nói có như lý đắc ý là hoặc chưa sanh cho không sanh, mà đã sanh thì bị diệt. Cái pháp như lý của mình thì do đó tôi nhắc mà có một cái niệm nào đó thì như lý đắc ý ra đuổi ra không được thầy. Cho con xin hỏi thêm một vấn đề là như thầy Thiện Thảo á, là tu loại như tưởng vậy, tưởng mình chứng đạo á, thì ví dụ thầy muốn xả, tưởng mình xả như thế nào? Xả thì coi như là không được, bây giờ cứ ngồi cái nó lặn vô liền, cứ gọt tưởng vậy. Nhất định là từ đây về sau là cấm không được ngồi. Coi như là sống bình thường. Nhất là những cái người bị tưởng rồi thì bắt đi ra nhà bếp, đi lao động, đi làm công việc thôi, chứ không được tu gì hết. Để cho nó trở về bình thường, nó đừng có hiện cái tướng tưởng nó ra nữa. Có thời gian lắm. Nó có thời gian, phải 6 tháng sau mới hết tưởng rồi. Nghĩa là mình phải sống như không ngược, không được tu cái gì hết. Thì đó là phải trả tự. Chứ còn hễ mà ngồi im cái là bị, ngồi im cái bị á. Thầy có một số thầy hỏi bây giờ cái vấn đề như lên lòng cốt á, là lên điển nó bị tưởng nó hành vậy. Bây giờ người ta muốn hết cái trạng thái nó không có bị, người ta muốn làm chủ cuộc đời họ, bây giờ nó xả một cách nào? Hỏi người đó phải đến với một thiện hữu tri thức để người ta trợ giúp người ta xả. Bây giờ đó, nó trong lúc đó như vậy, người ta bắt đầu người ta dạy cho mình cái tri kiến để cho mình không có tin cái dòng hồn mẫu, cái này kia mẫu hoặc này kia nhập họ, người ta dạy cho mình hiểu biết để cho cái niềm tin mình nó mất được. Cái niềm tin mình thứ nhất, cái thứ hai cái trạng thái ở trong thân mình, bởi vì cái tưởng của mình nó hay hoạt động, nó quen rồi, nó hay hoạt động lắm. Cho nên vì vậy người ta dạy cho mình bằng cách là mình phải nhiếp tâm ở trong cái chánh pháp của người ta. Người ta dạy cho mình câu tác ý, mình tác ý như thế nào, vì cái trạng thái mà cái tâm mình nó bị hoạt động đó, mình tác ý xả cái đó ra. Cứ tác ý hoài nó xảy ra. Vì là cái ý thức nó mạnh lên, ý thức nó mạnh lên, cái tưởng nó hoạt động yếu, là tưởng nó không hoạt động được. Người ta sẽ dạy. Bây giờ mấy người mà bị mà lên đồng nhập cốt rồi đó thì phải vào đây gặp thầy, chứ còn ở ngoài kia mà thầy nói không có được. Thấy bây giờ ở đó nhiều, ở ngoài đường nó nhiều lắm nè. Nói mấy người đó phải vô đây thầy trị cái bệnh của họ mới hết. Thì dài cách để xả cái tưởng. Tức là xả cái hoạt động của cái tưởng. Dạ. Cái này bị cái tưởng hoạt động. Dạ. Chứ không phải họ muốn đâu, chừng nó hoạt động rồi thôi. Là họ giao cảm với từ trường không về họ. Rồi, họ giao cảm á, tưởng nó giao cảm rồi. Dạ. Họ nói. Nó là nguy hiểm lắm, mà bởi vì dục không mà mình có cái hướng đó thì thấy nguy hiểm á. Còn cái người bình thường thì dễ, mà mình tu bậy như Thiện Thảo đó, dạ, lo trong tưởng. Là bây giờ bác không có ngồi trong thất tu mà trên chỗ nào yên tĩnh là tưởng nó cũng ngưng thiền, không có thật. Cho đi lao động, đi dĩ cỏ, đi trồng cây, trồng kiển, rồi vậy suốt ngày vậy thì thôi. Mà 6 tháng nó mới trở về bình thường, vì nó không có hiện ra nữa. Nó mới trở về bình thường. Còn có tác ý như thế này? Phải có tác ý rồi, đúng không? Chứ không có tác ý. Nó cứ hiện, bởi vì mà mình lao động chứ mình ngồi nghỉ là nó vô đó. Không phải nó hoạt động, nó yên tĩnh, nó vô đó. Cho nên hãy cứ có vô là có ý để cho mình lấy lại bình thường. Nhưng có tưởng nó khó lắm. Mình còn không sợ chứ tưởng là sợ. Tưởng có vọng tưởng người ta không sợ mà tới sợ tưởng. Vọng tưởng nó dễ trị. Còn cái kia nó không có trị, nó khó trị, nó bị nhiễm vô hình. Đó. Tại vì thầy nói đừng có tu điên, để muốn tu là phải tìm thầy để hành hoàng mà tu. Thì chắc ăn bảo đảm. Có cái xe công ty hôm qua Tây Tạng, nó sợ Việt Nam có người tu trứng không tu qua Tây Tạng hay gì mà hết. Mấy ông Tây Tạng là mấy ông cầu dần. Yeah. Bởi vì họ cứ họ đọc cái thần chú. Yeah. Hiện cái cầu dần ra thì mọi người xuống tin thiệt, mấy người điên. Ai bị tu, tu là nhằm để giải quyết sanh tử luân hồi với chữ hiện rồi. Thần thông họ cái gì đấy. Yeah. Đâu có cần thứ đó. Ở đây thầy nói thật sự, thầy giảng thật đúng theo cái chương trình của Phật giáo, để chúng ta làm đúng để làm chủ sự sống chết của chúng ta. Mục đích của chúng ta đạo Phật ra đời là vậy, chứ không phải dạy chúng ta thần thông phép tắc. Cái niềm nó quan trọng, cái niềm tin chỗ là con hiểu. Như cái một người muốn tu đi xuống đại là thấy là nó phải có cái duyên với nó, chứ không phải là tự nhiên chứng là chứng. Nó có duyên, ví dụ như có duyên mấy con mới gặp thầy. Mà không có duyên thì đâu mấy con gặp thầy, tức là mấy con đã gieo một cái duyên đời trước rồi. Cho nên gieo cái duyên đó với một cái vị nào đã tu đúng pháp, chứ không phải. Nhưng có thể nói rằng trong cái duyên gieo đúng pháp đó, nó chưa có một bậc A-la-hán để dạy, cho nên mấy con còn chơi dơi. Yeah. Bám bên đây, bám bên kia, nó chưa đúng. Chứ còn mà nếu mà thật sự thì có một người mà tu chứng rồi, thì mấy con mà đã gặp rồi, mà quyết tâm rồi, thì trong một kiếp này thôi, trong một đời này thôi, chứ không có hai ba đời, chứng liền.
bởi vì tâm vô lậu mà, chứ tôi có chứng gì đâu. Tâm bất động thanh thản là kêu sự vô lậu. Mà giờ kéo dài được cái trạng thái này ra thì người ta có kinh nghiệm, người ta dạy mình mới kéo dài được, chứ còn không có kinh nghiệm mình kéo dài được sao? Nó trong 1 phút 1 giây 30 phút á, thì còn tu mà nhiều 30 phút là bị ức chế rồi, nó thật rồi. Mà giờ có người, người ta dạy, người ta sửa cho mình 30 phút mà nó bất động, nó không có, nó không bị ức chế, mà nó tự nhiên, nó thanh thản an lạc vô sự, nó yên lặng như vậy mà tôi không có ức chế chỗ nào, thì như vậy là tâm vô lậu chứ còn gì. Mà như vậy là chính đạo gì? Vậy bây giờ nó ở sẽ cái tâm lúc bây giờ nó sẽ đậu, nó sẽ định ở đâu, nó ở chỗ nào, người ta sẽ xác định cho mình thấy. Và đồng thời người ta nói thì lúc bây giờ cái tâm mình thấy rồi, vậy người ta bảo mình bây giờ ở đó đó, mình phải tu cái gì, mình tu pháp gì để mà đi tới 7 ngày đêm của nó. Quan trọng là khi mà các bậc thầy chỉ dạy cho chúng con những cái pháp tu nó phù hợp với những căn cơ của mình, trong những cái vọng tưởng của mình chỉ dạy đúng cái điểm đó thì có nghĩa là nó sẽ loại trừ được nó. Đúng rồi, lẽ đương nhiên là phải dạy theo đặc tướng của mình. Cũng như bây giờ hai con chứ hai cái đặc tướng nó khác nhau. Bây giờ cái người này thì phá đi cái phương pháp đó, phá không trầm thiền viên vậy được, mà con phá không được. Thế đâu phải mà được, cho đó cái người mà người ta dạy, người ta biết cái đặc tướng của người này phải đi như vậy nó mới phá được, cái y pháp trên mình thì phá không được. Người ta biết liền. Rồi sau khi người ta hướng dẫn, người ta thấy cách tập, cách thực hành á, người ta biết cái người này cái đặc tướng không. Chẳng hạn là bây giờ thầy dạy con về hơi thở, mà con hít thở nghe tức ngực thì biết là cái người này dạy hơi thở chưa được đâu. Có phải không? Nó báo cho mình biết cái chuyện của chướng ngại của nó rồi. Còn con thông suốt, con thở nghe nó nhẹ nhàng thoải mái, được rồi. Thì cái người này cứ đặc tướng người ta hơi thở. Còn con cái đặc tướng hơi thở không được, mới có hít thở cứ 5-10 phút nghe lồng ngực tức ngực hay là khô cổ người ta biết rồi, không được. Người này chưa có sử dụng hơi thở được đâu. Cái tức là cái đặc tướng với cái nhân duyên của hơi thở chưa làm được. Người ta biến, người ta đưa cho mình cái thân hành hoại để cho mình tập, tức là cách thức như đưa tay duỗi chân đi kinh hành thôi, để tập trung ở trong cái chỗ đó để mà luyện cái sức tỉnh thức của mình thôi. Thầy, cái con thấy cái nghiệp cái sanh là không có nhiều mẫn á, mà ví dụ gia đình đỡ người cái sanh mà không biết cái khuyên như thế nào mà họ nghe được. Mình chỉ cần mình khuyên họ để thấy cái sự sống là cái quý báu nhất. Bởi vì mình đã thương yêu sự sống của mình, tại sao mình không yêu sự sống của loài chúng sanh mà mình nở, mình bắt, mình giết, mình ăn thịt chứ. Mình khuyên lên. Thầy nói để cho con người cũng mở làm sao. Nó thì bắt đầu bây giờ tại sao mà mỗi người mà chúng ta phải đi tu, mà tại sao chúng ta lại ăn chay? Tại vì khi mà chúng ta ăn chay thì cái cơ thể chúng ta nó sẽ ít bệnh tật. Ít bệnh tật. Tại sao vậy? Đã có nhiều bác sĩ người ta đã nghiên cứu về vấn đề đó rồi, chứ không phải là riêng có Phật giáo nói không. Nhưng mà mình thật mình phải thấy cái quy luật của nhân quả. Quy luật của nhân quả. Các con thấy rõ ràng này. Bây giờ thầy cầm con dao, thầy cắt cổ con gà này, thì làm thịt thầy ăn này. Thì thầy sẽ thấy rằng cắt cổ con gà thì cái cần cổ con gà nó phải đau, nó phải giải giụa chứ gì. Nhưng mai mốt mình đau yết hầu hoặc đau trong cổ họng mình thì mình nói sao tôi đau bệnh đó. Chứ không ngờ là cái hành động mình làm để nó tích lũy cho mình thọ lấy cái quả bệnh tật. Vì vậy mà cái người mà ăn thịt chúng sanh, giết hại chúng sanh, ăn cá, tôm, gà, vịt, heo, dê, gà ngỗng, ai mà gì mà mình đem về mình làm thực phẩm mình ăn á, thì mình phải nhận lấy cái sự đau khổ đó dằn thân của mình. Không bao giờ mà cái người ăn mặn mà khỏi, bao giờ mà không đi nhà thương. 100 người cũng bệnh hết, không có người nào không. Nhưng mà người ăn chay á, mà ngồi đây mà cũng ăn rau cải mà cũng thèm thịt, cho nên mới chế ra đùi gà, thịt heo bằng cách làm bằng đậu hũ mà vẫn thèm thịt thì phải chế ra cái mà cái hình thức đó để mà thỏa mãn cái tâm của mình, thì người này cũng sẽ bị bệnh. Còn cái người ăn chay với cái lòng thương yêu thật sự á, vì tôi thương chúng sanh, tôi thương cái sự sống của tôi thương sự sống của chúng sanh, tôi không nỡ tôi ăn chúng nữa, cho nên vì vậy đó tôi ăn chay từ cái lòng thương á, thì người này không đau. Không hiểu không? Mình đâu có quên cái sự đau khổ trong lòng mình, đem cái sự thương yêu thì sự thương yêu là sao đau khổ? Nó phải đúng không? Từ tinh thần cho đến thật, cái vật chất, cái cơ thể mà nuôi dưỡng bằng cái thiện pháp. Còn này nuôi dưỡng cái vật chất là ăn chay, nhưng mà cái tinh thần thì thèm thịt. Mấy con thấy nghĩ sao? Có phải mình còn quân cái ác không? Rồi thay cái người mình nuôi tôm với mấy là cũng không được. Nó chứ sao? Mình nuôi cá, nuôi tôm, mình bán để lấy tiền.
bằng đó là mình còn tạo những cái cho người ta làm ác theo nữa. Thì như vậy là vừa thọ cái tội ác của mình mà vừa thọ những cái tội ác của kẻ khác do mình làm ra, mình nuôi ra. Con thấy tất cả những cái này vì cái sống của mình ở trên cuộc đời này nó có nhiều cái sống, tại sao chúng ta không sống cho tốt? Cho nên có một cái nhà nghiên cứu về loài người, người ta nghiên cứu con người xuất hiện ra đầu tiên là người ta ăn trái cây, ăn lá cây, chứ người ta không ăn thịt. Nhưng mà mãi đến cái thế kỷ nào đó, cái con người ở vị gì ai cũng ăn rồi không có chịu trồng kỹ ra, thành nó thiếu. Thiếu bắt đầu bây giờ mới đi vô rừng mà lùng những con vật mà ăn. Bây giờ mới ăn thịt mới quen rồi. Cho nên bị người con người mà đã quen ăn thịt rồi thì bắt đầu đó nó đã không có cái thực phẩm thảo mộc thì mình phải trồng tỉa ra thêm, thì lẽ đương nhiên mình ăn hết gì này không chịu trồng. Ngày xưa người xưa là biến lắm chứ đâu mà cứ đi lục săn ăn thôi. Cho nên cuối cùng nó không còn cây cá ăn, còn bắt đầu bây giờ mới thấy con vật cũng nhiều, chồn chốc ha, hoặc heo rừng thế này kia rồi đi săn bắn cái đó ăn, ăn được rồi nó quen, bây giờ bỏ cái ăn thịt không được. Đó là một cái câu chuyện của những người khảo cổ người ta viết ra. Thầy đã đọc hết những cái điều này, thầy thấy rất rõ. Con người đầu tiên là con người rất tốt, bởi vì con người sinh ra mà được làm con người rất là thiện. Nhưng mà mãi về sau thì chúng ta quân thành cái nghiệp. Như mình sinh ra cha mẹ mình nuôi, bắt đầu ăn cha mẹ mình ăn thịt cá, cái mốt con đầu tiên cũng thịt cá nữa. Làm sao nó không quen, cái đẻ ra rồi bây giờ cứ cho nó ăn rau cải tương dưa coi, tới chừng nó bỏ miếng thịt vô miệng nó ăn được không? Phải không? Cái gì nó cũng thành thói quen. Cho nên ở đây do chúng ta thành thói quen mà tạo thành cái nghiệp ác, nó mất đi cái đạo đức nhân bản, cái đạo đức gốc mà sinh con người. Cho nên do đó mà muốn làm con người rất khó, không phải dễ. Đức Phật nói được sinh làm người rất khó mà, khó như con rùa mù mà tìm bọng cây giữa biển. Bởi vì năm cái giới của Đức Phật đưa ra thì hiện giờ chúng ta nhìn trên cái thế gian này có thấy ai giữ đúng không? Nhất là cái giới sắp sanh này, thầy nói hầu hết là chắc nữa là đi sinh làm gà, vịt, heo, dê, bò, trâu, ngựa, tôm, cá chứ không cách nào khác nữa. Rồi lại còn thêm nuôi từ ao này ao kia tôm cá để bán cái gì, rồi lại nuôi gà chuồng này chuồng kia chứ gì, nuôi heo thì không biết bao nhiêu con để bán lấy tiền rồi để làm gì đây? Cuối cùng cũng để cất nhà cửa, sắm đồ để sắm, coi như là mình hạnh phúc. Chứ sự thật ra mình tạo biết bao nhiêu điều ác. Cuối cùng mình sẽ chết, mình sẽ sanh làm những cái loài chúng sanh đời đời, làm sao mình được thành làm người nữa mà để mà có cái nhà đẹp ở, mà cất cái chuồng heo nó để cho mình vô trong đó ở, hoặc là cất cái chuồng gà vô đó ở nó hôi thối với buộc còn ấy là người ta cho mình xuống cái ao. Rồi bắt đầu bây giờ các con biết con nuôi gà nuôi vịt nuôi heo cá nó cho ăn ba cái đồ để cho mau lớn gì, thậm chí nó không cần cho ăn nữa, nó chích thuốc cho mau lớn nó bán nữa. Con thấy cuộc đời còn cái nghĩa lý gì mà mấy người lại ham mà đi ăn thịt cá để rồi bây giờ mấy người đi sanh làm những con vật đó, rồi mấy người biết chừng nào mấy người sẽ trở thành người. Ví dụ giết ngàn con sanh ngàn con, giết một con á, giết một con, cái hành động mà mình cắt cổ con gà thì cái hành động đó nó sẽ tương ưng, nó sẽ sanh con gà liền tức khắc. Mình nói bây giờ cái tại hành động nó đi sanh chứ đâu phải tôi, nhưng mà chính mình làm chuyện đó, cái hiện kiếp của mình đang sống là mình đặt họ được cái quả, quả là bệnh tật. Còn hiểu chưa? Vì mình làm đau khổ chúng sanh thì mình phải thọ cái quả, đó là cái quả hiện tại. Còn cái quả tương lai khi cái mình chết những cái nghiệp của mình, cái nghiệp của mình tạo ác á, nó đi tiếp tục, nó đi sanh chúng sanh không. Còn những cái hành động mà mình vừa cắt cổ, cái hành động vừa cắt cổ con gà thì cái từ trường mà hành động ác đó nó tiếp tục tái sinh con gà. Cho nên vì vậy biết bao nhiêu họ đưa vô trong cái nhà máy mà để cắt cổ gà đó, tôi không biết là bao nhiêu nói chết hàng loạt. Ai đó chính mấy người ăn thịt chúng sanh mà đỏ đó đã làm ra để mà họ lấy đau cổ đó. Rồi mấy người nói tôi làm mà mấy gà nó đau cổ chứ tôi có đâu, ở đây bệnh rề rề ở đây ở cũng đau khổ chưa chắc, cắt cổ gà thì cổ phải đau yếu hầu à, không có thật mà đâm cổ nó thì mai mốt ở trong cổ này nổi một mấy người đâm heo chứ gì, đâu có chạy đâu khỏi đâu. Đã nói nhân quả thì một nhân nào thì quả nấy, mình làm cái điều ác nào thì mình phải thọ lấy cái quả khổ đó, cho nên không chạy đâu. Bởi vì quy luật nhân quả là quy luật của vũ trụ, từ cây cỏ đất đá núi sông của chúng ta có được đều theo cái quy luật của nó, chứ không thể nào. Bởi vì môi trường sống là nó phải môi trường duyên hợp, không duyên hợp thì nó không thành cái môi trường sống, mà đã môi trường sống thì phải theo quy luật nhân quả.
Nếu bây giờ con thấy cái quy luật nhân quả con người thì chúng ta thấy nó hành động đâu? Thân, miệng, ý. Có phải không? Nơi đó là nơi xuất phát nhân quả. Còn bây giờ thân, miệng, ý chúng ta để bất động thì nhân quả hoạt động được không? Không hoạt động được. Con thấy rõ ràng cây thì có lúc lặng, lúc động. Rõ ràng nó đi theo quy luật nhân quả. Còn chúng ta nó động được. Con người nó bây giờ thay vì có người chữ mình giận gì, mà giờ mình biết Phật Pháp rồi sống dời, thì như vậy là nhân quả tác động được rồi. Các con hiểu chỗ mà mình làm chủ chưa? Nhưng cái cây đó gió thổi làm sao nó đứng lại được? Không phải không? Nhân quả mà gió thổi cái cây đâu đứng được. Nhưng mà mình gió thổi đứng im không phát, bất động mà. Cho nên con người mình nhờ có cái trí tuệ mà mình được bất động. Mà mình không tu thì mình sẽ bị động theo nhân quả. Mà động theo nhân quả thì phải đi vào cái dòng luân hồi, phải sanh diệt, không có thể nào chạy đồng loạt hết. Cho nên pháp của Phật có thực tế và cụ thể. Cho nên khi biết rồi thì mấy con bỏ hết. Vào tu thì người ta thử thách. Chỗ tu thì bao giờ cũng bị thử thách à? Không bao giờ người ta không thử thách mấy con. Người ta thử thách được thì người ta mới hướng dẫn, mà không được thôi người ta không hướng dẫn. Tại cái duyên nghiệp của mấy người đây, họ chỉ có duyên mà họ chưa đủ. Do đó thì mấy con cố gắng. Khi mà thầy cho mấy con ra tu viện là thử thách mấy con hết. Rồi bắt đầu mấy con được rồi thì bắt đầu thầy cất những cái ngôi nhà mà thầy sẽ cho mấy con đến, thầy sẽ để hướng dẫn cách thức mấy con đủ. Bao nhiêu tăng mà thầy chỉ rút qua ba người, các con thấy một tăng đoàn ở trong tu viện Chân Như mà thầy vô thầy chọn trong ba kỳ tỉnh nguyện, tức là một tháng rưỡi mỗi tháng, thì thầy dặn phải giữ gì như vậy, mà suốt trong ba tháng những cái lỗi lầm này mà không chừa được, không giữ được thì phải chịu lấy, chứ không thể mà phân bì được với người khác. Rõ ràng mà, cái này đâu phân bì. Tại sao thầy cho người vào theo thầy tu mà thầy bỏ con? Tại vì con giữ giới được thì bây giờ ở là giữ, không phân bì thầy được. Cho nên thầy lớp đưa vào những người mà được thì được ở gần bên thầy. Bây giờ thầy mới dạy họ tu tập tả tăng. Thì bắt đầu bây giờ mấy con, bất kỳ mấy con ở đâu đến đây thầy cũng thương yêu hết, nhưng mà phải thử thách mấy con. Đó là cái bằng chứng để mà dẫn dắt con mấy con tới nơi tới chớ. Nó có trường lớp chứ, đạo Phật nó có trường lớp đàng hoàng. Các con thấy bát chánh đạo là 8 cái lớp người ta, mà chánh tinh tấn, từ mà cái chánh kiến cho đến chánh tinh tấn thì nó là giới luật để mà triển khai cái tri kiến của mình, sự hiểu biết về đức hạnh giới luật của mình. Đến cái lớp chánh tinh tấn thì cái lớp tứ chánh cảnh. Phải không? Mấy con sống giữ gìn mà năm cái lớp kia hẳn hoài thì lớp thứ sáu là lớp chánh tinh tấn. Nhưng mà chánh niệm thì nó là tứ niệm xứ, mấy con nó phải trên cái tứ chánh tăng chứ. Còn chánh định thì tứ thánh định, tứ thiền rồi. Mà tứ thiền thì mà nếu mà tứ niệm xứ chưa xong làm sao nhập tứ thiền? Nó đâu có lớp lan của người ta. Cho nên thầy dẫn dắt mấy con, bây giờ thử thách mấy con là thử thách giới luật là năm cái lớp này nè, chánh kiến cho đến chánh tinh tấn. À, mấy con thấy được rồi thì thầy mới nhận vô để mà thực hiện chánh tinh tấn. Mà khi được chánh tinh tấn rồi thì mấy con sẽ được gần thầy. Còn bây giờ mấy con ở đó để mấy con sống người dày kẻ khác, mà mình khép chặt, khép chặt khuôn phép. Thì khi mà khuôn phép mấy con khép chặt rồi thì không bỏ người nào, thầy sẽ lâu qua. Cho nên thầy hướng dẫn mấy con sẽ đi tới nơi. Không khéo mấy con tuổi trẻ mà mấy con tu về là cái tương lai của Phật giáo rất lớn. Mà không đào tạo mấy con thì còn đào tạo. Hôm nay con nghe lão mấy con mới hiểu được. Cho nên mấy con hiểu được cái ý của thầy. Tại sao thầy không cho mấy con vô đây mấy con tu? Khi đó mấy con vô cảnh tịnh, mà nếu mà trong khi cảnh tịnh mà mấy con chưa có chuẩn bị cho mình, nó cô đơn quá mấy con chịu không nổi. Còn ngoài kia nó động như vậy đó, mà mấy con giữ được bất động thì nó quen rồi, cái vô đây nó im lặng thì lại nó đúng cái sở thích của mình rồi. Là do đó người ta dạy hàng ngày ngồi một xả tăng thì mấy con sẽ xả được. Chứ còn không, cái giới luật mà chưa xong mà vô xả tăng thì mấy con bị phạm giới, nó bung ra. Không hiểu cách thức của thầy hướng dẫn thì dẫn đi tới, nhưng mà phải nghe lời thầy, phải làm đúng. Chứ mà làm sai thầy không làm sao mà thầy cứu độ mấy con được. Cho nên ráng mấy con có duyên đọc được sách thầy, con thấy thầy hoàn toàn dạy ở trong cái điều kiện của Đức Phật, chứ không phải dạy cái kiến giải của thầy. Thầy không thêm một cái gì, nghĩa là thầy dạy cái nào là phải có bài bản của Phật dạy.
con cứ thấy thầy không bao giờ mà thầy dạy, thì nghĩ ra bây giờ thầy dạy con như thế này thế khác. Bây giờ ví dụ như thiền tông con không thấy nó dạy, mấy con nó tự nó chế ra, tự nó rút tỉa kinh nghiệm ra nó dạy. Nó khi không biết dậm liền buông, đó là một. Hai, tham thầy đầu, tham công án. Thấy con thấy không? Rồi bây giờ nó từ ở đó, nó từ những cái điều kiện mà tu thiền nó không đạt được, cái nó đẻ ra nó tịnh độ. Nó sanh ra, các con thấy ngài Huệ Diễm với ai? Ngài lập liên thiền thư xã gì, rồi ngài mới chế ra những kinh sách đó, rồi ngài mới đẻ ra cái pháp tịnh độ. Cho nên vì vậy mà ngài nói người tu thiền mà tu thêm tịnh độ nữa như cột một sừng như vậy, có phải đúng không? Làm cho người ta phấn khởi quá, vừa niệm Phật mà vừa như vậy là tu thiền gì? Sự thật là tu thiền không đạt rồi. Cho nên mới đẻ ra cái này để an ủi cho mình là mình tu cái này để còn có chỗ mình đứng, đứng nghiệp giảng sanh, mình còn về cõi cực lạc. Đó, thì mấy con thấy nó họ đẻ ra, họ kiến giải họ đẻ ra, chứ họ không đi vào cái con đường của đạo Phật. Mà Đức Phật dạy cho mình tất cả những cái phương pháp, từ cái chỗ mà Đức Phật ngồi với cội Bồ Đề, thầy nhớ, thầy nhắc lại mấy con nhớ nhớ. Mấy con nhớ chỗ đó, khi Đức Phật hồi nhỏ mà đi theo vua cha phải không? Làm cái lễ hạ điền, vua cha xuống cày ruộng. Đầu tiên trong cái vụ mùa đầu tiên thì đức vua phải xuống ruộng cày trước, để rồi dân mới theo đó mà cày, bởi vì người ta lấy nông nghiệp làm chính mà. Thì Đức Phật theo vua cha chơi thôi, thì trong khi còn nhỏ mới 7-8 tuổi mới ngồi dưới cây hồng táo, mới bắt chước các quan với vua cha mà ngồi thiền ly dục đéo pháp nhập tứ thiền gì. Bây giờ ông nhỏ này ông cũng bắt chước vậy, chứ ông biết cái gì ông tu. Do đó ông ngồi thiền, sau khi ông tu phi tưởng thứ, ông thấy không giải thoát gì Đức Phật chứ gì. Ông mới bỏ hết các pháp, rồi khổ hạnh cũng không kết quả, cho nên mới bỏ, mới tìm đến cái gốc cội Bồ Đề. Bây giờ ngồi dưới gốc Bồ Đề cũng chưa biết pháp nào tu, mới nhớ hồi nhỏ mình mới ly dục léo pháp như vậy. Rồi bắt đầu bây giờ cũng ly dục léo pháp. Mà ly dục léo pháp thì hồi đó mình được các vị mà dạy cho mình nhập không vô biên xứ với phi tưởng xứ, thì nó cũng giống nhau gì, ức chế tâm không vọng tưởng vậy. Như vậy ông Phật ông thấy không được, như vậy lộ rõ rằng ly dục léo pháp này không đúng. Bây giờ ngồi lại giữ cái tâm mình bất động chứ gì, mới ly dục léo pháp vậy. Chứ còn cách nào nữa khá hơn, ngoại đạo nó biết cách gì nó dạy hơn. Cho nên Phật nói gì không đúng. Cho nên ông tư duy suy nghĩ từng cái niệm mà cỡ trong đầu của mình, phải tư duy quán xét xả như thế nào, cho nên mới loại ra cái pháp tứ chánh cần. Có phải không? Ngăn á diện á, chứ đâu có ngồi đây mà ức chế ý thức, nó mới đẻ ra được cái pháp tứ chánh cần. Khi mà pháp tứ chánh cần Đức Phật tu tới cái chỗ mà thấy tâm mình chỉ gian lặng bất động, thì sao lại cảm nhận? Đức Phật cảm nhận rõ ràng mà tự nó thấy, sao lại nó thấy toàn thân nó một cách rõ ra? Nghĩa là sao? Bởi vì lúc bây giờ nó bất động rồi thì nó không niệm chứ gì, mà lại nó cứ ở trên cái thân nó thấy, bởi vì nó phải trụ trong thân nó thôi. Thì nó trụ trong thân thì nó cảm giác, còn mình chưa trụ trong thân là bắt quán thân chứ gì. Là do đó thì mình đẻ ra thiền minh sắc tệ, có phải không? Thầy nói mấy con suy nghĩ phải không? Có phải đâu, từ cái tứ chánh cần người ta mới đi tứ niệm xứ. Là tứ chánh cần nó có cái, nó đạt được tứ chánh cần thì tự nó quán trên thân nó. Bắt đầu bây giờ người ta mới, khi mà tự nó quán tinh thần nó rồi thì chúng ta mới tu tứ niệm xứ, chứ đâu phải là dục không muốn tu tứ niệm xứ được sao? Không phải không? Rồi bây giờ mình khi chưa có gì hết, cái mình mới đẻ ra cái chuyện mà trên thân quán thân bằng cách là quán thân cái kiểu đó, là tứ chánh cần. Từ tứ chánh cần nó mới ra được tứ niệm xứ, cái kết quả của tứ chánh cần nó mới quán thân. Còn mình chưa có kết quả của tứ chánh cần mà ngồi quán thân thì dùng quán thân để ức chế thôi, đó là thiền minh sắc tệ, nó khai mất rồi. Cho nên cuối cùng thì các hương được gì hết? Thầy nói đúng là nó nhập vào thiền tưởng, cho nên mới có thấy tưởng, tưởng như khói, thấy nó hiện ra ánh sáng hoặc là khói trắng, mới nói đây là định tướng rồi. Mấy sư mới mừng, rõ ràng là mình ngồi để im lặng không vọng tưởng mà thấy cái dạng như mà khói trắng đó, thì đó là định tướng rồi. Xuống nhau mà mừng, không ngờ là thầy đã biết cái này quá, bởi vì đi con đường đi thầy biết mà, bị lọt vô tưởng nó phải vậy thôi. Cho nên các sư nó tu sai rất uổng. Nhưng mà bây giờ ai biết sửa, chỉ thấy những cái kết quả này thì ai cũng mừng thôi, chứ họ có biết họ đi tới cái chỗ nào làm chỗ. Nhưng mà không ngờ là khi trên tứ niệm xứ người ta đến, nó không có hiện ra cái tướng nào hết, mà nó đi đến cái tâm vô lậu, cái tâm bất động, thanh tạng là vô sự, nó không có cái tướng gì cả hết. Cho nên từ cái tâm vô lậu đó đó, nó mới thực hiện trong suốt cái thời gian mà kéo dài 7 ngày đêm, nó thực hiện từ cái năng lực của giác chi, khinh an giác chi, hỷ giác chi, thấy không?
rồi niệm giác chi, định giác chi, xả giác chi, tất cả những cái giác chi này nó hiện đủ thì nó thành tứ thần túc. Bốn cái lực như thần, định dục như ý túc là một cái, không tinh tấn như ý túc, định như ý túc, tệ như ý túc. Mấy con nhớ tứ thần túc không? Bây giờ nó hiện ra cái lực như vậy là cái lực của ý thức của chúng ta. Khi mà xả tâm thì chúng ta thường tác ý, mà để tứ niệm xứ thì chúng ta đâu còn tác ý nữa, bởi vì nó bất động mà, nó tự nó quán rồi, nó bất động rồi, đâu còn nó kéo dài cho nó đạt được cái tiêu chuẩn tâm vô lậu của nó là 7 ngày đi. Cho nên Đức Phật nói 7 ngày, 7 tháng, 7 năm. Nhưng không ngờ tu suốt cái thời gian 7 năm nó gồm là 7 tháng, 7 tháng nó mới kéo dài được 7 ngày cho chúng ta. 7 ngày tâm vô lậu nó mới đạt được cái tâm vô lậu. Mà khi suốt trong 7 ngày đó mà con còn có đói thì con còn lậu hoặc. Nó không đói mà. 7 ngày đêm người ta không có đói khát nữa. 7 ngày đêm người ta không còn cảm thọ đau đớn trên thân nữa, mà nó vẫn sống bình thường như một người bình thường, chứ nó không phải lọt trong cái trạng thái tưởng nào. Còn lọt trong trạng thái tưởng mà ngồi 6 năm, ngồi 6 tháng như một cái chú bé ở Ấn Độ không? Đó là sai. Đừng nói chuyện đó gì làm Phật, Phật cũng phải chuyện đó đâu. Phật sống bình thường, tâm vô lậu. Thế phải tu như vậy mới đúng chứ. Bởi vì pháp Phật cái nào thầy thông suốt, bởi vì qua kinh nghiệm của thầy tu rồi. Hồi đầu thầy hò cũng gần chết, nhưng mà khi tu rồi mới thấy như vậy rõ ràng. Phật tu vậy 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 thông suốt vậy rồi. Rồi đâu phải mà nghĩ tưởng không đâu, còn lại dùng cái tuệ tâm minh của mình để quan sát qua trong thời Đức Phật của tu như thế nào. Đâu phải cái hình ảnh đó nó ở Ấn Độ đâu, nó ở trên toàn cả cái vũ trụ của chúng ta. Bây giờ muốn thấy hình ảnh của Đức Phật ngày đó ngồi cội bồ đề tu cái gì, làm cái gì, tư duy cái gì, suy nghĩ cái gì đều có hết. Các bạn thấy không? Tệ tâm minh của ta mà làm gì ai giấu được chúng ta? Không hiểu, không có cái hình ảnh nào giấu được. Các bạn ngồi như cội bồ đề 4 tiếng này có đi đứng hay là khi ngồi chỗ? Trong cái thời gian đầu còn đi đứng, nhưng mà kế đó suốt 7 ngày đêm mà thầy nó không đi đứng, còn không ăn uống được, không đi khất thực, không đi gì nữa. Thì lúc thứ 49 này còn có đi đứng không? Còn đi đứng, chứ chưa phải ngồi lì. Không phải ngồi một chỗ được. Còn đi đứng, tu trong bốn quay nghi thôi. Tư duy suy nghĩ cho đến thanh tịnh. Sau này ông Anan mà chỉ đi kinh hành không, mà một đêm mà chứng đạo. Đó thì mấy con thấy trong cái vấn đề tu thành, vấn đề tu thành phải có người thiền ngộ tri thức dài, chứ không khéo lơ mơ là chúng ta bị chết. Thôi bây giờ thì mấy con đã hiểu rồi, thì cố gắng sống giữ những cái đức hạnh, cái những cái hạnh, cái đức của thầy, rồi có ngày sẽ gặp thầy. Thầy nói chắc chắn là mấy con quyết tâm tu để giải thoát, đời không có gì, đời là toàn khổ. Thầy nói thật sự, mấy con lãnh một cái chùa to là mấy con đã có cái nghiệp lớn của mấy con, có Phật tử đến tới lui là mấy con đã khổ rồi, mấy con còn tu được nữa. Thà là bây giờ mấy con còn một vị tu sĩ, không còn có ai. Thậm chí như mấy con tu rồi, mấy con dặn gia đình đừng có gọi điện thoại, đừng có báo gì hết. Trong thời gian mà đến tu viện này là nỗ lực sống độc cư, giữ im lặng trọn vẹn. Thì như vậy mấy con sẽ tới nơi. Chứ còn mấy con gọi tới gia đình, gọi tới gọi lui thì mấy con tu không được. Và đồng thời coi như độc cư, độc bộ, độc hành, không chơi với ai. Nghĩa là vô đây mà quyết tâm rồi thì thầy nói là mấy con sẽ tu không lâu, cao lắm nếu mà sự thật được rút theo thầy 6 tháng đến 1 năm là mấy con chứng tâm vô lậu. Còn chưa được thì mấy con ở bên đó 1 năm, 2 năm, 3 năm giữ trọn vẹn những cái giới luật đức hạnh. Nếu mà trong vòng 6 tháng mà giữ luật đức hạnh mấy con trọn vẹn được thầy rút liền. 6 tháng thôi, không lâu. Mà mấy con giữ không trọn thì mấy con lâu à? Mấy con lâu. Do phần mấy con ăn nè, ngủ nè, độc cư nè, phải cố gắng nhớ biết pháp, đi kinh hành không, đi thân hành niệm thì cứ ôm phải. Giờ này không phải giờ ngủ, tức là phải đi kinh hành thôi, chứ không có thể ngồi đó mà chịu đựng nổi nữa, không thắng nổi nữa. Phải đi kinh hành, mà đi kinh hành có phương pháp. Đừng có buồn ngủ rồi vô một tắm hoặc là tập gió hoặc là tập thể thao thể dục đều sai pháp hết. Hoặc là Phật chỉ dạy chúng ta có đi kinh hành thôi, mấy con nhớ kỹ, đi kinh hành thôi. Rồi kèm theo đó có cái pháp thân hành niệm, nó tạo cho chúng ta có cái lực sức tỉnh thức. Mà sức tỉnh thức khi mà phá được hôn trầm thì sức tỉnh thức của mấy con nó có cái cấp độ cao. Mấy con phá chưa được hôn trầm thì miên thì cấp độ tỉnh thức mấy con còn kèm.
mà đi kinh hành, mà tập thân thành niệm, thì cái sức tỉnh thức có con càng ngày càng cao, mà càng cao thì không đặng thì bị hơn. Nên con nhớ nhiều đó là đủ rồi, để rồi vào đây mà tỉnh rồi thì ngồi mới xả tâm mới được. Không có ngăn án diệt ác đi dùng đi, thiếu sức tỉnh mà ngồi tu chứ tiếng trận đâu cho đâu cho được. Ngồi đó hơi đó im lặng hơi cái đó, nó không có niệm cái mấy con gục à. Bảo đảm mấy con 100%, mà mấy con tỉnh thì mấy con mới còn tả, mấy con gục thì làm sao ra. Thì do đó mấy con cũng từ cái tri kiến của mấy con nghe lời thầy, mấy con hiểu thầy nói rất đúng, không có sai đâu. Mấy con rất cố gắng. À bây giờ mấy con cứ yên tâm, à bây giờ mình vô trong tư viện xin ở trong đó, cô cho cái thật từ sáng. Từ sáng để con đi về lại thành phố rồi. Rồi được rồi, mấy con về. Thầy ở đây, để thầy đi ở đây. Nếu con không có, con ở tạm đây đi, rồi vài hôm rồi con trở lên, rồi con sẽ hướng dẫn qua bên đó nói với phụ Út, cho con ở bên tôi cho một cái thật đó. Rồi bây giờ thầy này ở đây chứ? Ở tạm đây đi con. Bởi vì con chưa có quen bên đó phải không? Chưa có biết bên đó. Chưa biết không đó, chỉ con có biết thì con qua bên đó con giới thiệu thì được. Nghe không? Con nhiều cũng ngại một chút. Vậy hả? Thôi được rồi. Con đi con cũng thấy cổ phụ lòng cổ không tôi. Thôi bây giờ thì để rồi thầy sẽ viết cho mấy chữ. Rồi cầm mấy chữ đó thì con sẽ qua bên đó. Nếu con chở đi qua. Rồi con có giấy có viết không đây thì ghi giấy viết không. Còn không thì đây con chở đi qua. Thầy sẽ viết cái tờ giấy. Thầy giới thiệu cho mấy con qua đó thì cô con sẽ chấp nhận cô cho. Cho mấy con ở bên đó để mấy con học. Rồi mình qua bên đó rồi thì coi như là mình đăng ký về giấy tờ của mình đó. Thí dụ như bây giờ tôi ở đâu có gốc giấy tờ mình đó, thì mình sẽ đăng ký cho xã của mình đây thôi. Chuyện rất dễ, mình là người Việt ở trong nước thì bất cứ mình cứ đưa giấy tờ nó đăng ký cái cho ở chứ. Hỏi có tạm giám tạm trú hay không? Thầy đi mới tu chưa có giấy tờ về cái xuất gia thôi. Còn bây giờ coi như là mình cư sĩ thì thôi, khỏi cần lo gì hết. Bây giờ mình cứ đưa cái giấy chứng minh của mình xin tạm trú ở đây một thời gian để mà giữ giới luật đức hạnh. Nếu mà giữ giới luật đức hạnh được thì tôi sẽ xin ở luôn, coi vậy thôi. Xin là lấy giấy là vợ. Rồi này sẽ giấy thầy gửi cho rồi mấy con đem cái giấy thầy vô trọng.